Dù buổi lễ khai giảng năm học 2023-2024 ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng các thành viên của câu lạc bộ văn nghệ đã tập trung từ sớm. Trên tay của các em học sinh khiếm thị và đa khuyết tật ấy là những loại nhạc cụ khác nhau, từ vĩ cầm cho đến đàn pianica. Cả nhóm tranh thủ ôn luyện lần cuối trước khi biểu diễn mở màn cho buổi lễ khai giảng năm học mới. Là thành viên trong dàn nhạc hòa tấu, em Lê Nguyễn Anh Phú, học sinh lớp nghề, đã dành nhiều tuần tập luyện để chơi thành thục chiếc đàn pianica. Hôm nay, em cũng dậy từ 4 giờ sáng, tự mình đón xe buýt từ nhà đến trường để dự lễ khai giảng. Những nốt nhạc đầu tiên của bài hát Sound of Silence vang lên, mở đầu buổi lễ khai giảng đã khiến không khí tại đây trở nên sâu lắng, đầy cảm xúc. Tiếp nối tiết mục hòa tấu là tiếng trống giòn giã cùng giọng hát trong trẻo của các em. Cứ thế, buổi lễ khai giảng năm học mới của học sinh trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu diễn ra với không khí rộn ràng, tươi vui như bao trường học khác trong buổi sáng 5 tháng 9. Dẫu không thể nhìn thấy sự náo nhiệt và sắc màu của buổi lễ, nhưng những học sinh đặc biệt này vẫn cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc đó bằng cả đôi tai và trái tim mình. Nói chung thì nó không có khác gì lắm, nhưng mà kiểu như là nó vẫn nôn nao như cái lần đầu mà mình đi á. Em rất là vui, háo hức khi hết hè lại được gặp lại bạn bè, thầy cô ở ngôi trường cũ mà mình đã học. Buổi lễ khai giảng ở trường hòa nhập thì những bạn sáng thì cảm xúc của em nó hơi khác, hơi bỡ ngỡ và không biết có bạn nào có thể có thân thiện, có như thầy giúp đỡ em hay không. Thì với em một đứa trẻ học hòa nhập mà lại khiếm thị, nó lại mất hoàn toàn thị giác nên là phải phụ thuộc vào bạn rất là nhiều. Còn với Nguyễn Minh Chiểu thì tụi em đã học với nhau những năm tiểu học nên là vừa về lại thì cũng như một ký ức cũ, đúng tình bạn đó cũng còn ở đó, bạn bè em vẫn còn ở đó. Trong ngày khai giảng, những học sinh mới được phụ huynh và giáo viên dìu dắt lên từng bậc thang để đến hội trường. Còn các em từng học tại ngôi trường này ở năm học trước đã được dạy kỹ năng, định hướng di chuyển đều tự lực đi lại mà không cần ai giúp đỡ. Gặp lại bạn bè sau thời gian nghỉ hè, các em học sinh tại đây lại cùng nhau trò chuyện rôm rã, tay bắt mặt mừng với các thầy cô giáo. Trong buổi sáng nay, nhiều phụ huynh cũng nắng lại chờ con tham dự lễ khai giảng. Dù đã 6 lần đồng hành cùng con đến trường, tuy nhiên trong ngày đầu tiên của năm học 2023-2024, bà Nguyễn Thị Thu vẫn mang tâm trạng hồi hộp và đặt rất nhiều niềm hy vọng vào sự tiến bộ của con. Bé thì mình hôm nay dậy đi khai giảng cái là con dậy ngay, là con ăn sáng xong rồi con đến lớp, đến trường luôn. Rất chi là vui và muốn rất gặp thầy cô và các bạn. Con nói chung là trước thì chưa đi học thì con nói chung là không biết gì hết. Nên hai nữa là con đi học thì đây nói chung là con về con không biết tiến bộ, con không biết làm nọ làm kia. Thì các cô các dạy nói chung con biết đọc một xíu. Đây là lần thứ nhất cô đưa cháu đến trường này để dự lễ khai giảng trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Khi mà gia đình phát hiện cha cháu bị tăng động là thời điểm đó là cháu 4 tuổi. Rồi cũng đưa cháu đi chữa bệnh với là cũng học nhiều nơi lắm. Sau cuối cùng thì mới có người giới thiệu đến cái trường này. Khi mà cô đưa vào thì cô thấy không khí rất là phấn khởi. Cũng an tâm để gửi cháu vào. Trong cái năm học mới này là cô mong muốn là cháu của cô được học và được những thầy cô dạy tận tâm để cho cháu được trở lại bình thường. Ở năm học mới 2023-2024, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đón thêm 3 em học sinh lớp 1. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là nơi học tập của 205 học sinh đặc biệt với 7 lớp đơn tật dành cho trẻ khiếm thị, 11 lớp chuyên biệt cho học sinh đa tật và 5 lớp hòa nhập. Tại buổi lễ, nhà trường cũng tổ chức trao tặng cho mỗi em học sinh mới một phần quà gồm cặp sách và máy Orbit Reader phục vụ cho việc đọc sách và tài liệu bằng chữ nổi. Lễ khai giảng thật sự ra thì bên trường của mình cũng đã chuẩn bị từ tháng 8 là các tiết mục văn nghệ rồi. Và thật sự cái khai giảng nào cũng vậy, thứ nhất là nó làm cho mình một cái cảm xúc rất là cảm xúc lâng lâng, cảm xúc nó có thể là mình vui mừng và cảm xúc một cái gì đó nó khó diễn tả khi mà mình làm việc với cái trẻ khuyết tật. Thật sự ra mỗi giáo viên mà đã làm trong ngành khuyết tật thì ở đây mình nói về một cái gì đó mà sự chia sẻ và sự bao dung và sự nhân ái.
thì mình nghĩ chỉ hội tụ những cái điều đó thì với môi trường khuyết tật thì mình làm thành công. Tại vì với trẻ thì các bạn đã bị thiếu hụt rồi, thì chỉ có những người giáo viên, những người làm giáo dục có những cái tấm lòng như vậy thì các em sẽ được bù đắp.